hello cho anh em nha. Hôm nay shop tổng xe máy của Thắng mình sẽ làm cái clip review về cái sản phẩm đó là bình xăng con ga dẹp KSR. Thì cái mẫu này là mẫu bình xăng con siêu nạp hàng 11 chuẩn giống y chang bình xăng con zin của Toso KSR nha. Nhưng mà bình này là hàng 11. Thì giá cho một bộ cái bình xăng con ga dẹp KSR hàng 11 này bán là có giá là 700.000 một bình, miễn phí cho hàng toàn quốc cho anh em luôn. Thì cái bình xăng này là sử dụng được cho tất cả các dòng xe độ nha. Mình dài full tất cả các size là 28, 30, 32, 34. Giá thì rất là ok cho anh em luôn, là chỉ có 700.000 một bộ bình xăng con siêu nạp dòng KSR. Anh em, một bộ nó sẽ bao gồm là cái bình xăng, lo kèn và một cái nối adapter để cho anh em đi boe mà để có lọc gió, và một cái vai có xăng luôn anh em, và ba cộng dây ống xăng màu cũng như là ống xăng Mỹ ha. Rồi thì cái bình này gọi là bình dòng siêu nạp nha anh em, thiết kế chuẩn như zin nha, chuẩn như zin, như bình cô sô zin. Bình em bán mình bao găng tay cho anh em luôn, hàng cực đẹp và chuẩn nha. Em về full ba xa, full là 4 size, là size là hỏng 28, hỏng 30 và hỏng 32, và mình bán đồng giá cho anh em luôn là 700.000 một bình, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Đó là một cái bình xăng, nó sẽ bao gồm là dành cho nó xài lo kèn nè. Lo kèn nó nhìn nó làm tựa giống như trên cái bình FCR đó, FCR ha. Đó, dành cho anh em mà thích đi gió sóng trực tiếp nè. Bình rất là đẹp và sức nét. Giá thì rất là dễ thương luôn. Bên shop phụ tùng xe máy của Thắng mình bán là chỉ có 700.000 một bình thôi, và kèm đầy đủ phụ kiện đi theo. Là như cái gì? Cái adapter này nè. Adapter này để dành cho anh em mà gọi là người ta không thích đi gió trực tiếp, người ta sẽ đi gió qua boe, thì sẽ cần một cái adapter này để mình kết nối vô cái cổ boe, thọc vô cái boe chính đó. Hoặc là mình để mình gắn vô cái lồng trụ. Làm anh em mua một bộ 700 nó có kèm một cái này luôn, một cái adapter để đi để gắn boe, và một cái vai co xăng co su ở phía sau của cái hộp xăng này ha. Đó, có phủ dê kèm theo luôn, và nó sẽ có ba cái ống xăng, ba cái ống gọi là ống hơi, ống xăng dư này kia để lắp đặt vô trong đây. Đó, hàng thì chuẩn đẹp, giá thì rất là rẻ. Anh em nào cần thì cứ alo em nha, có full 3 size luôn, đồng giá là chỉ có 700.000 một bình và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em cần cứ alo em 0933 996 332 ha. Shop phụ tùng xe máy Thắng.